Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng bốn số 9 có hình bản đồ Việt Nam bảy và bảy Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022 Princess Lifestyle 1 800 990 -8319. Chọn hai món ưa thích khác nhau hay giống nhau chỉ 3 đồng 99 chí tại tiệm McDonald's có tham gia Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà Phê Sáng của Lidl Sài Gòn TV à, Một tin vui cho những người nào sống ở à, thành phố Los Angeles Mà đang chờ đợi để mà xin housing Thì bắt đầu vào tháng ngày 17 tây tháng 10 này Thì thành phố Los Angeles đã mở ra một cái đợt để mà nhận hồ sơ xin housing Quý vị đã biết rồi đó là cái chuyện mà xin nhà ở mà với cái tiền mà trợ cấp của chính phủ đó nó rất là hiếm hoi. Đôi khi á, uh, rất nhiều năm thì một thành phố mới mở lại một lần. Thì ở đây là thành phố Los Angeles mở lại sau 5 năm. Tức là cái lần cuối cùng họ mở cửa để mà nhận hồ sơ này là năm 2017 thì đến bây giờ là họ lại mở cửa tiếp và cái cách họ làm cũng sẽ là sau cái hồ sơ mà họ nhận vô đó thì họ sẽ bốc thăm À, thời gian mà để nhận cái hồ sơ online là bắt đầu từ 6 giờ sáng của ngày 17tây tháng 10 và nó sẽ chấm dứt vào 10 à, sau vào lúc 5 giờ chiều của ngày 30 tháng 10, À, quý vị nhớ ha, bắt đầu là 6 giờ sáng của ngày 17 tháng 10 quý vị có thể vào online bắt đầu mình mình apply, mình ghi danh, mình à, nộp hồ sơ và kết thúc là 5 giờ chiều của ngày 30 tháng 10. Ở đây họ xong có xét theo cái kiểu là ai nộp trước thì sẽ được trước mà trong khoảng thời gian đó miễn quý vị nộp đơn trong khoảng thời gian đó thì sau đó thì họ sẽ bốc thăm. À, hiện bây giờ họ dự trù họ dự trù tổng số đơn mà họ nhận được cũng trong cái khoảng thời gian này cùng với những cái đơn mà nó còn tồn động lại đó nó là 365.000 hồ sơ 365.000 hồ sơ chờ để xin ở cái tiền ở nhà ở housing mà cái quỹ mà họ có được đó cái số lượng mà họ sẽ có thể cung cấp được á hiện bây giờ đó là khoảng 51.000 ừ. tức là cứ một 6 người nộp thì khoảng một người được khoảng như vậy thì cũng cái đó cũng là hay rồi à, quý vị sẽ có những cái điều kiện để dành cho những cái người mà nộp hồ sơ để chờ đợi này á thì dĩ nhiên là về cái mức mà thu nhập thì thu nhập của một người sẽ là từ 41.700 trở xuống hai người thì là 41.000 à, hai người là 47.650 đồng trở xuống bốn à, người thì là 59.550 đồng trở xuống Thì đây là những cái quy định của thành phố uh, LA Quý vị sẽ coi coi mình có nằm ở trong khoảng này không Rồi uh, nó có những cái đòi hỏi uh, Ví dụ như là uh, cái người mà được xét duyệt cái hồ sơ đó Thì họ phải trả cái tiền nhà Cái tiền thuê nhà đó đó Bằng 1 phần 3 cái thu nhập của gia đình Hoặc là uh, cái người mà đó đang thuê nhà và họ trả cái tiền tiền thuê nhà đó à, là năm chục đồng một tháng có nghĩa là có những người người ta không có thu nhập gì hết. Quý vị hình dung như vậy, có những người không có thu nhập gì hết nhưng mà người ta đang phải trả minimum là 50 đồng một tháng cho cái chuyện mà cái chỗ ở của họ. Với lại là 30% cái income thì cái nào á, cái số nào mà nó lớn nhất thì chính phủ sẽ lấy cái số ừ. đó, xong rồi cái phần còn lại chính phủ sẽ trả thêm vô. Ví dụ như bây giờ thuê một căn nhà bây giờ cho một cái gia đình 4 người là phải thuê với giá là 2 rưỡi nhưng mà cái thu nhập của họ mà 30% chỉ có được là 1 ngàn thôi thì chính phủ sẽ cho thêm 1 ngàn rưỡi để trả vô cho đủ rồi trong khi đó có những người đó họ nói là cái cái họ bây giờ họ đang trả tiền nhà không có thu nhập gì hết rồi trả có 50 đồng một tháng thôi mà cũng là vật vã đối với họ rồi thì chính phủ sẽ sẽ coi coi cái mức nào giữa cái 50 đồng đó với lại cái ba 30% income của họ cái nào lớn hơn thì chính phủ sẽ lấy cái con số đó. À, thì quý vị nhớ là vào ngày 17 tây tháng 10 thì sẽ vào online của thành phố um, Los Angeles để mà người ta nộp cái hồ sơ này à, cái website quý vị vào đó đó là sacla.org thì quý vị quý vị vào đây xong rồi mình sẽ lần ra đến cái chuyện mà ở nhà ở housing thì ai có nhu cầu này thì người ta sẽ theo dõi và sẽ biết rất là kỹ. À, Ngọc làm em hôm nay có đi đổ xăng không? Chưa đổ. Chưa đổ xăng ha, nhưng mà nếu mà thấy cái giá xăng như à. vậy nè, mình tới một cây xăng mình thấy cái giá xăng như vậy nè là rung rời trên tay hết rồi. 6 đồng 98 sen, 7 đồng 16 sen, 7 đồng 36 sen trước đây đó thì mình thấy cái giá này mình cứ nói, nói rằng là ở một cái vùng nào đó ngoài sa mạc rất là con đường thí dụ như là phi quay 15 mình đi trên đường Las Vegas thì mình đổ đi nó không phải là một nó là cái thành phố đông người ở nhưng mà cái hình này là chụp ra là một cái cây xăng ở Huntington Beach rất là gần đây xăng mà bảy đồng mấy chục xu cho một ga lông xăng mình tưởng là cái giá này là cái giá đó thời gian vừa qua có một hai ngày nó bị như vậy thôi nhưng mà không ngờ bây giờ nó nằm ở đây luôn À đây là họ nói ngày hôm nay đó là ngày thứ nhì mà chúng ta đang đối mặt với lại cái giá xăng cao ngất ngưỡng như vậy mình tưởng là nó hết rồi tại vì vào cái thời đại dịch thôi cái vị có lúc thì giá xăng lên mắt tại vì cái giá sản xuất dầu mỏ bị đình trệ lại vì thiếu nhân công rồi người thì bị covid rồi và đáng đóng cửa này kia đó thì giá một thùng dầu thô lúc bây giờ là có lúc lên tới là 120 đồng cho một thùng dầu thô nhưng bây giờ nó xuống lại rồi bây giờ nó còn có tám mươi mấy đồng một thùng dầu thôi thôi tại sao nó không xuống ba đồng mấy một cân lông xăng tại vì có nhiều lý do lắm thứ nhất nào là trong mùa hè chúng ta có bỏ nhiều cái chất hóa học ở trong đó để cho nó giảm thiểu thải khí độc nè rồi hâm nóng quả địa cầu gì đó mấy cái một về môi trường đó rồi sau đó bảo y an tiến vào rồi sau đó là nhiều cái uh, nơi mà uh, lọc dầu ở vịnh máy tây cơ đóng cửa tại vì họ đóng cửa để bảo trì máy móc này kia đó cho nên làm giá dầu tăng lên tổng thống joe biden thì đã có một cuộc gặp với các nhà xăng uh, dầu vào ngày hôm qua và hôm kia để mà nói rằng là không có lợi dụng tình thế để mà tăng giá lên để vì khi mà tăng giá dầu xăng lên như vậy đó thì nhiều người cứ nói đó ai mà bầu cho ông biden đi bây giờ mới thấy thì nó cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề mà sắp sửa bầu cử sắp tới nữa dĩ nhiên rồi đó cho nên họ đang điều đình nhưng mà sáng hôm nay thì có một cái tin nữa nó làm cho chúng ta nghĩ rằng là giá xăng dầu này sẽ không giảm trong tương lai nhanh lắm đâu ngày hôm nay thì các nước xuất cảng dầu mỏ có một cái tổ chức có tên là opec plus thì opec plus ngày hôm nay nói là sẽ cắt giảm cái lượng sản xuất dầu mỏ. Thí dụ như trước đây là 125 thùng thùng dầu mỏ à, một ngày thì bây giờ họ sẽ cắt giảm xuống. Và khi mà họ cắt giảm như vậy thì sao? Thì giá tiếp tục sẽ đi lên nữa tại vì không sẽ thiếu. Mặc dù Mỹ đã khuyến cáo là tổ chức OPEC là không nên cắt giảm cái lượng dầu thô hàng ngày mà họ sản xuất ra vì nó không có làm bình ổn giá cả trên thị trường. Nhưng mà nhiều lý do đưa ra để cho các tổ chức này họ nói rằng là họ sẽ phải cắt giảm cái lượng dầu mỏ thì ai là người có lợi nga là người có lợi nga sẽ bán dầu mỏ được nhiều hơn tại vì bây giờ nhiều nước sẽ thiếu dầu mỏ thiếu xăng đó mỹ sẽ có kế hoạch nào để mà cung cấp thêm ra thị trường cái 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 xăng dầu của mình đang dự trữ hay không nữa thì đó cũng tùy theo là cái cuộc thương lượng Giữa tổ chức các nhà sản xuất dầu mỏ nước Mỹ và châu Âu Để coi là tình hình nó như thế nào Nhưng mà trong tương lai nếu mà mình nhìn thấy giá xăng dầu mà có xuống á Chắc không đến một ngày rất gần đây đâu Cho nên à, mình sẽ tập làm quen với con mắt là 6 đồng mấy, 7 đồng mấy một ga lông xăng à, Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay